Đại diện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 14 tháng 4 tới, Tòa án Nhân dân thành phố sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường cách đây hơn 5 tháng. Hai bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, bị truy tố hai tội, xâm phạm thi thể mô mả hai cốt và vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Bị cáo Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, bị truy tố tội xâm phạm thi thể mô mả hai cốt và trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, chiều 19 tháng 10 năm 2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng để thực hiện hút mỡ bụng, nâng ngực và đã tử vong. Người trực tiếp làm phẫu thuật cho chị Huyền lúc đó là bác sĩ Tường. Đêm hôm đó, Tường cùng bảo vệ Khánh đã mang xác chị Huyền tới cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng phi tang. Đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Huyền.